Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Mát-theo. Khi ấy Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế thì thấy một người tên là Mát-theo đang ngồi ở đó, người bảo ông: "Anh hãy theo tôi." Ông đứng dậy đi theo người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến cùng ăn với người và các môn đệ. Thấy vậy, những người pha nói với các môn đệ người rằng Tại sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Nghe thấy thế Đức giê -xu nói Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần Hãy về học cho biết ý nghĩa câu này Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính Mà để kêu gọi người tội lỗi đó là lời Chúa Kính thưa anh chị em Bài tin mừng ơn kêu gọi của Thánh Mắt Theo hôm nay Chúng ta lắng nghe Là cảm hứng cho rất nhiều suy niệm khác nhau Trong đó có Đức Thánh Cha Phan của chúng ta Khi Ngài còn là Hồng Y Giám Mục Mỗi lần về Roma Ngài thường đến thăm nhà thờ Thánh Louis của người Pháp tại Roma. Chỉ để ngắm nhìn bức tranh ơn kêu gọi của Matthew của họa sĩ Caravaggio. Và Ngài đã có lần trả lời phỏng vấn với báo Văn minh Công giáo vào năm 2013 rằng Ngón tay Chúa Giêsu chỉ vào thánh Matthew như thử ngón tay này chỉ vào tôi cử chỉ của thánh mắt theo làm tôi xúc động ngài chụp lại mấy đồng tiền nhưng muốn nói không không phải gọi tôi không mấy đồng xu này là của tôi và đức thánh cha tâm sự và đó là tôi một người tội lỗi được chúa ghé mắt đến đó là điều tôi đã trả lời khi tôi được hỏi tôi có nhận việc bầu chọn tôi làm giáo hoàng không Tâm tình của Đức Thánh Cha Phan cũng gợi ý cho chúng ta về sứ điệp của bài tin mừng. Mắt theo một người thu thuế, đối với người Do Thái là nghề ô nhục, vì đã tiếp tay cho đế quốc Roma thu thuế người dân thuộc địa. Đồng thời, ông luôn tiếp xúc với tiền Roma, nghĩa là tiền ô uế không được phép dâng trong đền thờ. Cả hai điều này trói buộc mắt theo khiến ông không được dân do thái chào đón, thậm chí bị khinh miệt và loại trừ trong đời sống tôn giáo. Hôm nay, khi Chúa Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, Chúa nhìn ông và kêu gọi ông đi theo người. Lập tức, ông rời bỏ bàn thu thuế, điều đó cũng đồng nghĩa với việc rời bỏ nghề nghiệp, địa vị và bổng lộc của xã hội để theo Đức Giêsu chúng ta không biết lời mời gọi và cái nhìn của Chúa Giêsu hấp dẫn tới mức độ nào mà ông dám làm một cuộc đổi đời như vậy. Tuy nhiên có một bằng chứng, việc Đức Giêsu đến tận nhà ông để dự tiệc cho thấy quyết tâm và hành động của ông là chân thật. Cũng nhân việc dự tiệc này Chúa Giêsu cho chúng ta một thông điệp, vì những người pha ri thắc mắc về việc Chúa Giêsu đến ăn ở nhà kẻ tội lỗi và Đức Giêsu đáp lại những sầm xì của họ Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc Người đau ốm mới cần Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính Mà để kêu gọi người tội lỗi Câu trả lời cho những người pha ri xêu Cũng là lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta Trước tiên Thiên Chúa đến để cứu những người tội lỗi chứ không phải là để kết án. Bởi chính con của Ngài, Đức Giêsu Kitô phải chịu kết án để đền tội thay cho nhân loại và cho từng người chúng ta. Những người tưởng mình là đạo đức và tự mãn với chính cuộc sống của mình, không cần đến Chúa thì họ như những người pha ri trên đây. Họ phân biệt người tội lỗi không phải để cứu họ nhưng thực ra là để loại trừ họ khỏi đời sống tôn giáo. Tình yêu thương của Thiên Chúa thì lớn hơn tội lỗi và quả thật Thánh Mát theo đã trung thành đi theo Chúa Giêsu và đồng thời để lại cho chúng ta gia sản đức tin là sách tin mừng theo tên của Thánh Nhân. Thứ đến, lời mời gọi của Chúa Giêsu đến với mỗi người chúng ta có khi rất bất ngờ. Như trường hợp của Thánh Mát theo nếu chúng ta được Chúa mời gọi và làm việc trong cánh đồng truyền giáo của người hoặc là một lời mời gọi sám hối, chúng ta có sẵn sàng bỏ lại mọi thứ phía sau để theo người hay không? Trên những gì là hào nhoáng và bận rộn của cuộc sống, chúng ta có tiếp tục tìm kiếm Thánh Ý Thiên Chúa qua những dấu chỉ thường ngày trong cuộc đời của chúng ta hay không? Lạy Chúa Giêsu, Chúng con cũng thường hay ỉ lại và cho rằng Con là kẻ tội lỗi Con là kẻ không xứng đáng Được Chúa mời làm việc gì đó cho hội thánh Cho tin mừng Nhưng đó là thái độ thoái thác bổn phận Né tránh trách nhiệm Có khi là cả tự mãn Cố thủ trong những lỗi lầm của mình Nguyện xin cho mỗi người chúng con can đảm và mau mắn đáp lại lời mời gọi của chúa cho dù chúng con là những kẻ tội lỗi và bất xứng với tình yêu của ngài amen